Protoss. Yeah, it was basically it felt like Bombs. is this okay? Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đến với cả game đấu thứ 5, game đấu quyết định của hai cặp đấu cặp đấu lần thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Hiện nay trên mình chúng ta này là game thủ tiêu đang màu xanh sẽ bắt được vị trí phía trên bên tay trái ở hướng 10 giờ. Thành viên của Tehran rất là mạnh mẽ, đã từng là niềm hy vọng của Tehran trong khoảng thời gian season 1 GSL. Và đây chính là Bomber. Bomber bỏ kính ra nhìn chán quá. Còn đối thủ anh ấy lại là một game thủ có tốt màu đỏ đến từ team Axiom Alicia. Và hiện nay thì Alicia đã chiến thắng trong game đấu thứ nhất và game đấu thứ tư vừa rồi. Tỷ số hiện tại này đang là 2-2. Phải nói là một trận đấu rất là cân sức giữa hai game thủ của chúng ta. Và bây giờ thì Bomber sẽ phải quyết định trong trận đấu lần này ai thắng ai thua, ai sẽ ra về với một phần quà, ai sẽ đi tiếp vào trong để mà đến trận bán kết 1. Tôi thấy rằng hiện nay thì hai game thủ của chúng ta xuất phát ở vị trí 2 giờ và 10 giờ đều ở vị trí nửa trên của bản đồ. Với hai vị trí này thì nói chung là cũng chẳng khác gì cái vị trí còn lại là mấy cả, tại vì đây là một cái map mà khá là cân bằng về khoảng cách thì bạn ba vị trí đều xuất phát giống hệt nhau. Tuy nhiên hiện nay thì tôi nhìn thấy Alicia ăn hai ga, vâng. Anh ấy định lên Stargate phát nữa rồi. Hai ga luôn ạ, hai pop ăn ga rồi. Xác là hai con pop ăn ở mỗi ga luôn, tổng cộng sẽ là bốn con pop ăn ga thưa các bạn. Trong khi đó thì Bomber tiếp tục lên cho mình Viper để có thể discount mỏ của đối phương. Bằng hành động lên Viper như này giúp cho anh ấy có thể cố gắng scout được mỏ của đối phương. Tuy nhiên là thường thì để for scout được trọn vẹn thì các game thủ của Tehran cần phải đến tận hai con Viper, một con scout từ cánh trái, một con scout từ cánh phải, coi như là kiểu gì cũng sẽ mất một trong hai con, nên là con còn lại nó sẽ làm xong nhiệm vụ của nó. Ngay thì Reaper đầu tiên di chuyển rồi, và ngay sau đó, ngay sau Reaper thì bắt đầu là nó cái Barak đã xuống cho mình một cái add-on Rector. Cùng với cả đó thì mỏ 2 của Bomber cũng đã bắt đầu rồi. Hai game thủ của chúng ta cũng đều đặt xuống mỏ 2, có vẻ là cũng rất khá ngang ngửa nhau đấy ạ. Tôi nhìn thấy rằng cái gì đấy? Vâng, Reaper ạ. Có thể nhìn thấy hiện nay đây là con Mothership Core của anh Alicia đã ra rồi. Và không hiểu là các hậu trường đang nói chuyện gì nhưng mà vỗ tay ở mầm mầm đấy kìa. Meanwhile, Alicia scouts, actually scouts for the command center, he doesn't even check for the transition, which is a little unusual, as there are multiple transitions out of that early command center. Hiện nay thì Alicia quyết định đặt xuống cho mình cái Twilight Castle chứ không phải là Stargate. Và với việc mà hai probe ăn gà thì hoàn toàn có thể là Stargate cũng như là Twilight Castle rồi. Blink Stalker. Lần này tôi có thể nhìn thấy rằng là Twilight Castle đặt ở cái vị trí góc bên này khiến cho fast scan của Bomber sẽ khá vất vả đây. Thường thì có cái thủ Tehran là scan trực tiếp vào cái vị trí đó cả. Nó sẽ scout thẳng vào phía trong bên bay. Game này sẽ giống như ở game đấu thứ nhất thì Alicia giấu hoàn toàn được cái Twilight Castle của mình. Trong khi đó thì Bomber, anh ấy sẽ khá hốt hoảng nhưng mà không thể nào phát hiện ra được mỏ của đối phương có cái gì, cho nên anh ấy khả năng anh rất lớn là anh ấy sẽ chủ động chơi cẩn thận trong những cái thời điểm đầu game để xem đến khi mà anh ấy nắm vững được, thì ví dụ như biết được đối phương có Blink này, biết đối phương có Colo chẳng hạn này, anh ấy mới bắt đầu là lên unit để có thể counter lại. Trận đấu như vậy thì sẽ đến mid game và đó lại là không phải là ý định mà Alicia mong muốn. Không biết trận đấu lần này sẽ diễn ra như thế nào đây. Tôi nhìn thấy Alicia đã xuống cho mình cái nhà robot rồi. Như vậy thì đây chính là build
hoặc Blinkolo. Blinkolo được ạ. Thì độ một cái cặp đôi khá là hoàn hảo của Bozos trong những cái thời điểm này. Trong matchup nào cũng có Blinkolo đi kèm với nhau thôi. Tôi nhìn thấy rằng hiện nay thì Bomber, vâng, một con Reaper đã vào được phía bên trong mỏ của anh Alicia rồi. Anh nhìn thấy gì không? Vâng, không nhìn thấy được ở phía bên trong bên bay. Nhưng mà nói chung là đằng nào thì Blink của nó cũng sẽ bị phát hiện thôi. Để ở đây đó sẽ là những con Colo. Mục tiêu của ông Alicia hiện nay đó chính là lên Colo chứ không phải là tiếp tục vào Blink Soccer đúng không ạ? Các bạn thấy đấy. Này thì đang có khoảng tầm số lượng nông dân. Đây rồi, tôi nhìn thấy được cái nhà rô tích bay rồi. Bây giờ Bomber đã bắt đầu đưa quân của mình đi. Anh ấy đang đưa quân của mình ra ngoài. Anh ấy có khoảng tầm 3-4 con Mounder ở đây. Cùng với đó là khá nhiều Marine đấy ạ. Với lượng Marine này thì nó đang trực chờ cho Storm, Storm mà đây là Steam hoàn thành xong. Anh ấy sẽ Steam lên để mà xử lý quân đội của đối phương ngay. Với viện lợi thế có mấy con Mounder ở đây thì rất cứng luôn thưa bạn, rất cứng trong một bát luôn. Đây thì nâng cấp Steam khoảng vài giây nữa là hoàn thành xong rồi. Và đã hoàn thành xong chưa? Với hoàn thành xong cũng không được rồi. Vâng, hiện nay quân đội của Thailand tấn công ở vị trí mỏ thứ 2 này. Tôi màu trà đã bật lên rồi và bây giờ Steam đã hoàn thành xong và anh đang la Steam lên lao lên. Ô không được rồi, anh định lao lên ở vị trí phía bên trong bên bay nhưng mà đã bị Fox Field lại rồi. Quân đội của anh game thủ Thailand của chúng ta đã bị kẹt lại hoàn toàn ở vị trí bên này. Tuy nhiên là Potos Fox Field xong bây giờ lại nó lại trở thành tự bóp bản thân mình đấy ạ. Vâng, Stalker Blink xuống nhưng các bạn không được rồi, mất mỏ được ạ. Không ăn thua một chút nào cả. Phải nói rằng đây là một trong những hành động khá là tự bóp mình của anh Alicia. Giờ gì xảy ra đây thưa các bạn? Các bạn thì thấy rằng đây chính là hai cái barrack mới của anh Bomber. Anh ấy đang lên cho mình thêm một cái nhà Starport kìa. Starport sẽ kết nối với cả Aeron Victor để có thể ra cho mình hai con Mavac cùng lúc. Tôi có thể thấy rằng hiện nay thì Terran đang nâng cấp combat shield với cả nâng cấp cộng 1 tấn công cho đội của mình. Vâng, ui rồi, một pháo binh luôn. Tôi nhìn thấy rằng hiện nay thì đây là những con Pop ạ, con Pop đang khai thác ở khá xa sau khi mà tại vì lý do là do cái Nexus này nó chưa kịp hoàn thành xong. Nó vẫn đang được warp thôi. Ở phía bên Protoss của ta thì vâng, là vị trí bên Terran ạ, Terran tiến hành wave in mỏ lại. Bằng sau live bot. Anh ấy có vẻ là vẫn khá sợ sệt trên những con Stalker những thời điểm đầu game này thưa bạn. Xét về số lượng nông dân thì hiện nay thì Bomber vẫn đang có lợi thế hơn với khoảng tầm 49. Mặc dù là vậy thì Alicia cũng đã có cho mình một observer ở phía trên RAM của đối phương và nhìn thấy tất cả những cái gì nó cần thấy rồi. Hiện nay mục tiêu của Alicia chính là thu hút sự chú ý của đối phương, dụ quân đội của đối phương đi xa mỏ của mình. Đây chính là cái thời điểm mà các game thủ Terran rất hay tấn công tham minh như vậy. Trong khi đó thì ở nhà thì bọn Alicia thì lại đang giấu hai con Colo của mình. Bây giờ quân đội của Bomber sang nơi có vẻ hơi giật mình đây. Bạn thấy đấy ạ, Poto đã chạy về trước rồi sau đó bắt đầu mới đến lượt đạo quân MM ở vị trí phía sau. Đây sẽ là một bữa thịt nướng rất lớn đây. Ui giời Marine lao lên. Vâng, suýt chết nhá. Giờ quân đội của anh Bomber sẽ làm gì đây? Anh ấy đã bắt chia quân ra rồi. Ông lên luôn. Vâng, anh đang đập đá đã. Đập đá chắc ăn đã. Ôi, không được rồi. La lên rồi. Ra rồi. Terran đang la lên. Không được, không có Fox Field. Vâng, mất một con Colo đầu tiên rồi. Chỉ một lượt bắn thôi thưa bạn. Con Colo thứ hai vẫn chưa ra. Một con Colo mà thôi. Với việc có ma ship core có thể bật photon tham warp cho nên là ma ship core cũng được kéo luôn. Con Colo thứ hai đã ra nơi rồi. Terran thì này đang cắm được ấm cổ đưa quân của mình trở về, trong đó Protoss của chúng ta này đang có một cái pylon rất gần mỏ của anh ấy rồi. Protoss của chúng ta có thể dễ dàng là warp thêm quân ở phía trên tiền tuyến thôi. Trong đó anh ấy cần phải đưa thêm một con Protoss đi. Ôi không được rồi. Ui một pháo linh lên để bắt Mavac, mất một Mavac rồi. Vâng, bây giờ sau đây sẽ đi gì đây? Sau đây sẽ xem chi. Ui không được rồi, chuẩn bị mất một con Colo này. Thôi xong rồi, không còn Rico nữa rồi. Tham đã lỡ đã thậm hóa thì sẽ không còn Rico nữa. Nên Protoss của chúng ta đang bị đẩy lùi về vị trí phía sau với Mounder cần phải chạy lên trên đồi để có thể là vâng vừa xử lý xong con Viking thì bắt đầu là quét thôi, không được rồi, mất con Colo rồi. Hai Colo đều mất từ bạn thôi, xong một trận này hôm này thì Alicia ăn làm sao nữa. Thời điểm ngay giữa mid game này mất luôn hai con Colo thì coi như là xong rồi. Không còn gì để mà phòng ngự nữa rồi.
scan goes down, the observer wow, does die. That's both. And now both players playing very scrappy games. Có thể thấy rằng hiện nay thì Terran đã rút được vị trí phía bên trong nhà của mình rồi. Có tốt thì hiện nay đang có cái gì đây? Observer đâu? Stalker đứng ở phía bên ngoài, định Blink ở bên trong chăng? Terran đứng đây. Vâng, Terran đang đứng rất là nghiêm nghị, đứng chờ cho Protoss lao vào. Này Protoss ta mới hiểu khoảng tầm có 6 con Stalker mà thôi. Và bây giờ là một Gate, vâng, một Palon. Alicia đang cố gắng đẩy cái lượng quân đội của mình lên với việc đặt thêm Gate. Cái này là có thể warp quân bất kỳ lúc nào thôi các bạn. Thấy hiện nay quân đội của anh Bomber truy lùng rất là hổ báo luôn. Lao thẳng ở vị trí Senna Tower. Vâng, Viking đang đây. Meanwhile, Alicia now trying to do whatever he can to kind of scare giờ thì Outer Command được bay ở vị trí màu 3 thế này khai thác rồi. No way he can fight that superior ground army of Bomber until he gets some Colossus out. Gateway units are just not going to cut it. Templar Archives is nowhere in sight. All bây giờ hiện nay thì số lượng Colo vẫn chỉ có một con cho Alicia mà thôi. Anh em đang chờ con Colo thứ hai. Nay thì kia là màu 3 à? Ôi trời ơi, quả này Bomber lại Udin phát nữa rồi. Anh ấy quyết định kết thúc trận đấu rồi thưa bạn. Anh ấy đưa rất nhiều SCV đi. Quả này là bọn họ Udin phát nữa rồi. Hiện nay đúng thời điểm mà Alisa còn đang mải mê việc là ăn màu 3. Hiện nay quân đội của Bomber lao thẳng vào vị trí màu 2 luôn. Anh ấy bỏ qua hoàn toàn màu 3 của đối phương. Lao lên rồi, lao lên. SCV đang lao lên. Widowmine tìm vị trí để có thể hạ Widowmine. Không được rồi, quân đội đã chiếm ở vị trí phía trên 2 ground rồi. Vâng, có vẻ những con... vâng, Colo bị bắt mất một con rồi. Giọc cũng đã bị bắt rồi. Stalker Blink ở đâu về đang đứng ở vị trí Ram. Vâng, GG rồi. Xin chúc mừng game thủ Bomber của ta. Anh ấy đã giành chiến thắng trong game đấu thứ 5 lần này. Và như vậy tỷ số của ta hiện nay đã là 3-1 3-2 nhìn về phía game thủ Bomber. Như vậy là Alicia sẽ phải nói lời chia tay giải. Ra về với một phần quà của ban tổ chức, còn Bomber thì sẽ gặp đồng đội của Alicia, đó chính là Hurt ở vị trí bên trong trận bán kết 1. Xin chúc mừng game thủ Bomber của chúng ta.